Hello, Miễu Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng xe máy mô tô của anh Vinh Béo nha anh chị các bạn. Đó thì hôm nay ảnh có thanh lý xả giảm thêm những mẫu xe như là mô tô nè anh chị các bạn. Và xe đi làm nè, đủ loại luôn nha. Mô tô cổ điển nè cũng có luôn ha. Rất là nhiều mẫu. Thì đây em sẽ lướt cho anh chị các bạn mình một quận nè. Sau đó mình sẽ ra bên ngoài để gặp anh Vinh nha. Để chi tiết từng chiếc xe cho anh chị các bạn mình tham khảo nha. Về phần cũng như là địa chỉ cửa hàng luôn và cách mua bán ra sao nha anh chị. Đó, mình có quan tâm dòng xe nào thì mình cứ mạnh dạn inbox qua số trên màn hình nha anh chị em mình nha. Ở đây anh Vinh kìa. Rồi, chào anh. Chào em nhé. Chào tất cả mọi người đang coi livestream trên kênh Mô Tô nhá. Dạ. Yeah. Hôm nay mình tiếp tục review một số xe trong cửa hàng. Thì lời đầu tiên cho gửi lời chúc tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc có ngày lễ Noel thật vui vẻ bên gia đình và người thân nhá. Thì nay tiếp tục xả một số xe mô tô cũng như xe cỏ. Thì đầu tiên mình giới thiệu sơ qua địa chỉ là lô TC19, đường 2 tháng 12, An Phú, Thuận An, Bình Dương nhé. Dạ. Hướng mình đứng đây là khoảng 800m là vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương. Hướng ngược lại là 3 cây số và gặp ngã tư Đất Thánh anh em nhé. Cửa hàng mình có mua bán trao đổi, có ship xe toàn quốc này. Đó, anh em mình cọc cho mình vài triệu và mình ship xe đi cho anh em. Đó, hỗ trợ góp qua ngân hàng đủ 20 tuổi, không nợ xấu, không trả chậm. Anh em mà dính nợ xấu hay trả chậm mà không góp qua ngân hàng được thì mình đến đây mình góp tay đôi cửa hàng. Yeah, đưa trước khoảng 7-80%. Ví dụ xe 20 triệu mình có thể đưa trước tầm 15 triệu lấy xe về đi. Còn xe 40 triệu đưa trước tầm 30 triệu lấy xe về đi anh em nhá. Đó là góp tay đôi trực tiếp cửa hàng luôn. Cái đó là hỗ trợ cho anh chị mình có nợ xấu nha anh chị nha. Hỗ trợ cho anh em nhá. Thì cái chiếc GZ này là sao anh chuẩn bị? Trước này là mới về. Mới về á. Review lên review trước nào trước cũng được, trước này cũng được. Đó, xe này thì nó quá là mới rồi. Đồ chơi đầy đủ hết cho anh em. Đó. Wow, thùng tựa lưng còn đầy đủ là mà chiếc màu đỏ này em thấy là xe hiếm lắm anh. Đúng rồi, màu đỏ bây giờ nó nói thẳng ra là nó cũng hết hàng. Cho nên là cái giá nó cũng hơi nhỉnh cao hơn đợt trước. Cái lúc mà nó đang còn sản xuất á mà nó còn nhiều hàng á thì giá nó mềm. Yeah. Bây giờ là từ năm ngoái năm nay là màu đỏ nó hết ra nó không sản xuất nữa. Nên là giá nó nhà máy nó đội lên hơi cao. Có những xe này là rất là cọp anh em nhá, rất đẹp luôn. Xe còn quay chi tiết cho anh em xem nhá. Máy móc thì bao anh em luôn. Đó, xe rất đẹp nha anh em nhé. Con này đăng ký năm mấy anh? Con này đăng ký là cuối 2019 anh em nhé. Có màu đỏ, có lên cái thùng cho anh em luôn. Có đồ chơi đầy đủ hết luôn. Xe bao đẹp cho anh em luôn. Biển số 60 Đồng Nai chính chủ anh em nhé. Cái mẫu Su GZ 150 này đi rất là bòn nha anh chị các bạn. Đúng rồi, rất ok. Hãng Suzuki. Xe này rất là đẹp anh em nhé. Giá thì để cho anh em là 63,5 nhé. 63,5. Còn những màu màu trắng đen ở phía trong cũng còn nha anh chị các bạn. Trong bên trong là còn rất nhiều GZ anh em. Xe đa số là xe cứng, xe đẹp. Đó, để tí xíu mình sẽ quay cho các bạn mình xem. Thì ở đây mình sẽ quay bắt đầu từ bên ngoài. Đúng, luôn. Bây giờ mình sẽ quay một số xe cỏ cho anh em trước nhé. Ở bên ngoài này dài vô trong là có mô tô luôn nha anh chị. Đầu tiên là chiếc Suzuki FI này. Chiếc này thì nói chung là máy móc êm, giấy tờ đầy đủ. Đã xẻ cho anh em là 8 triệu rưỡi nhá. 8.500.000. Rồi. Đó, tiếp theo là chiếc Way Way A này. Chiếc này cũng để cho anh em giá 8 triệu luôn, đồng giá luôn anh em. Way A, mẫu này 110 anh. Đúng rồi. 100 hay là 110? Cho nhỏ như anh bấm lên. Cho thằng nhỏ lên quay khác nhá. Cho thằng nhỏ lại xin. Quay. Chức. Alo. Đúng rồi, đưa trước 80% nhá. Rồi, 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 nhá. 20 triệu đưa trước 15 triệu anh nhé. Thì nó bao nhiêu hả? Qua đâu tầm 28-30 nhé. Rồi 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 nhá. Trước này thì đợi anh em 8 triệu nhé. Yeah. Mẫu okay. Này thì 100 hay là 110 anh? Cái này 100 em. 100. Quay 100 đúng không? Quay 100 nha các bạn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là quay 100 luôn này. Trước này biển số 72 Vũng Tàu này. Để anh em giá là 9 triệu luôn. Sổ cho em 9 triệu luôn nhá.
Đấy, anh em mình nếu mà cần xem chi tiết xe nào cho nó rõ hơn có thể inbox qua số trên màn hình nha anh chị nha. Để được xem chi tiết xe là xe đó em nhá. Tiếp theo quay nữa nè. Quay S này, biển số 30 Hà Nội, chiếc này để anh em đồng giá là 8 triệu luôn. Đó, mấy chiếc này để em đồng giá 8 triệu luôn nhá. Đấy, bên mình có nhận cọc giữ xe cho anh chị mình tới lương không anh? Đúng rồi anh em, nếu mà bây giờ mà chưa có tiền ngay á, có thể cọc trước 1-2 triệu giữ xe cho mình. Sang tuần lấy được, 5 ngày 7 ngày lấy cũng được. Ví dụ mình thích con nào á, mình thì cần cọc cho cửa hàng 1-2 triệu. Tuần sau mình lấy xe cũng được nhá. Thế mình giữ xe lại không bán người khác á. Rồi. Rồi tiếp theo là chiếc Way RS này, biển số Sài Gòn để anh em giá là 10.200.000 này. Anh em thích cái nào inbox qua cho mình số điện thoại là 0965145779 nhá. Số Zalo của mình luôn. Thích cái nào mình cứ chụp hình lại gửi qua Zalo là mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em luôn. Chiếc này là Way màu xanh này, biển số 36 này. Để cho anh em giá là 11 triệu nhá. Đấy, xả cho anh em cuối năm luôn 11 triệu mua về đi chơi Tết anh em nhá. Xả hết luôn. Tiếp theo Way màu đen này, biển số 38 này. Để cho anh em giá 7 triệu rưỡi này. 7.500.000 anh em nhá. Một Honda nha anh em. Đó. Tiếp theo xe Cúp này, Cúp 50 có đề này. Trước để cho anh em giá là 7 triệu rưỡi này. Sổ cho anh em 7 triệu rưỡi nhá. Mã Cúp này là dành cho học sinh hay là các cô các chú đi chợ, nói chung là ok, không cần bằng lái này. Xe sạch đẹp liền lạc nha anh chị. Đó, 7 triệu rưỡi này. Tiếp theo là Way màu trắng 110 này, biển số 69 Cà Mau này. Để anh em giá là 11 triệu nhá. Đó, 11 triệu luôn. Đấy, máy móc thì máy móc luôn sao? Ok, máy móc em nhá. Rồi ok. Nói chung xe cửa hàng bán thì có bảo hành cho em máy móc là từ 3 đến 6 tháng cho đến 1 năm. Yeah. Tùy vào xe. Mấy cái xe rẻ tiền thì bảo hành cho anh em tầm 3 tháng, còn xe mà vừa vừa tiền thì 6 tháng, còn xe lớn tiền thì bảo hành em 1 năm. Đấy, tùy các dòng xe anh em nhá. Xe này Jupiter thì biển số 72. Đấy, cho anh em giá mềm thôi, 7.500.000 thôi. Đó, 7.500.000 có Jupiter Yamaha của Nhật đi anh em nhá. Rồi. Tiếp theo vô bên trong anh chị đây, tới mô tô nè. Đầu tiên là mẫu Gofit Legend 150, 150cc anh em nhá. Đấy, xe nói chung là máy móc zin hết luôn. Đấy, bật cái điện cho nó sáng cái nhá. Tối rồi. Con này 150cc anh em, biển số 72 Vũng Tàu này. Để cho em giá là 26.500.000. Đó, nay sổ sập sàn cho anh em mô tô từ 3-5 triệu một chiếc này. Giảm giá mạnh cho anh em nhé. Từ 3-5 triệu một chiếc này. Tiếp theo là R15V3 này. R15V3 mẫu mới là biển số 72 Vũng Tàu luôn. Hôm nay đang xả cho anh em giá là 35.500.000 này. Xả hết cho anh em luôn này, 35.500.000 nhé. Đấy, xe bao zin bao đẹp, có vô một số đồ chơi anh em nhé. Một số đồ chơi khá là nhiều. Sổ cho anh em luôn. Rất là mềm cho G153 nha các bạn. Bình thường cửa hàng khác đang bán với 37, 38, 40. Bán cho anh em 35 năm luôn. Anh em nào nhanh tay chốt đơn trong livestream này luôn nhá. Hôm nay là ngày cuối tháng rồi, cuối tháng 12 rồi. Đó. Tiếp theo là chiếc Yamaha FZ này. Đó, con này biển số là 60 Đồng Nai. Để cho anh em giá là 20 củ nhá. 20 củ luôn. Dạ, 20 củ, 20 triệu. Đấy anh chị, FZ 20 triệu một chiếc. Máy móc zin nêm, giấy tờ đầy đủ nhá. Tiếp theo là Kawasaki Fulsan 200cc này. Chiếc này là biển số 67 An Giang nhá. 67 An Giang 200cc. Chiếc mình đang để cho anh em giá là 26 nhá. Đấy, sổ hết cho anh em luôn. 26 củ luôn, đấy, 26 triệu. Giá mình đưa ra thì anh em nào thiện chí thì mình vẫn bớt lọc lãi cho anh em. Anh em thích là cái bốc ngay cho mình nhá. Đấy, xuống cửa hàng bớt lọc lãi cho anh em. Còn anh em mà xa mà không xuống được á, thì có thể là đặt cọc mình sẽ ship xe về cho anh em. Đấy, ship 63 tỉnh thành luôn anh em nhé. Rồi tiếp theo là Honda Fortuner 125, biển số 86 Bình Thuận nhé. Trước này cũng để cho anh em giá là 20 luôn. Anh chị mình cứ tham khảo nha. Phía sau là còn rất là nhiều xe nha anh chị các bạn ơi. Trong này còn rất nhiều anh em, còn rất là nhiều luôn nhé. Mình cái này là xe đi làm. Cố gắng coi hết video anh em nhé. Còn thắc mắc chi tiết không hiểu cái gì liên hệ cho mình, hoặc vào YouTube cửa hàng xe máy Vinh Béo, mình cũng có đăng từng cái trên đó, báo giá chi tiết anh em nhé. Đây Tiguan 250 nè. Tiguan 250 biển số 37 này. Trước này để anh em giá là 55 nhá. 55 củ luôn. Xe zin nguyên bản đẹp leng keng anh em.
xe đang còn dán keo này, ni lông này nhá, nó đang còn dán keo chưa bóc keo luôn nhá, lột keo ra như xe mới luôn anh em, bao anh em chạy bao anh em quay đầu luôn nhá. Rồi mát 300 anh em nói chung là mua không thích trải nghiệm, mình cứ đi trải nghiệm xong mai mốt mình quay đầu, cửa hàng vẫn thâu lại bình thường nhá. Đấy anh chị, chiếc này nó mát 300 này, nó xe còn mới 95%, con này biển số 72 Vũng Tàu luôn, nó xe khá đẹp, để anh em giá là 48 nhá, xả hết cho anh em luôn, cuối năm về ăn Tết này, anh em chưa có bạn gái mà mua về đi là đảm bảo là có ngay người yêu ngay nhá. Rồi TFX, đấy TFX 150 Yamaha, con này biển số 65 Cần Thơ này, đấy sổ số cho anh em luôn, 31 củ luôn, 31 củ anh em nhá, có nghĩa là 31 triệu anh em. Nhiều người còn gấp là chắc củ gì nữa, củ khoai phải không? 31 triệu. Demon. Tiếp theo là GBX Demon 150cc, mẫu này thì những anh em nào mà cao tầm 1.5m, 1.6m là đi ok này, nhỏ nhỏ đi ok, biển số 92 nhá, xả cho anh em chiếc này 19 củ nhá, 19 triệu. Đó, trong nay chị mới bán cho anh em 19 triệu nhá, chứ mình đang hô con này là 21 năm mà giờ để cho anh em 19 triệu nhá. Đấy, sản từ 2 đến 3 triệu một chiếc luôn. Tiếp theo là Honda CG 125. Honda CG là biển số 67 An Giang này, đang để cho anh em giá là 32 nhá. Đấy, mẫu này là mẫu Honda CR nha anh chị. Honda CG là Li Phong CG nó khác FE, nha anh chị, FE full xăng anh em nhá. Đấy, đời mới FE full xăng luôn. Đó, Honda. Rồi, đèn vuông, xe còn sạch đẹp liền lạc. Xe chị còn khá đẹp nha anh em nhá. Đó, có dán keo luôn, xe đẹp lắm. Anh em nào nếu mà cần test máy hoặc là xem xe kỹ hơn có thể inbox nha, tại vì trong video này xe rất là nhiều anh chị, không thể nào test máy từng chiếc á, rất mất thời gian cho anh em mình xem ha. Thì anh em thông cảm nha anh em. Ở đây thì có 67 ha. Ở con này Win Indo. À Win. Chiếc này Win Indo của Nhật luôn, chiếc này biển số 48 Đắk Nông này. Để cho em giá 13 triệu nhá. Máy móc cực kỳ ngon luôn. Con này đúng là Win Indo luôn nha anh chị. Đấy, một phát nổ ngay, rất chân nổ liền. Chỉ có 13 triệu thôi anh em. Đấy, xe bao chạy ngon luôn nhá, 13 củ Win Indo Honda nha anh chị nha. Ngày xưa gọi là một thời rất là ok nhá, bây giờ nhiều xe mới quá đâu mà nó bị rớt giá. Rồi tiếp theo là S50cc. S50 là xe này là xe mới tinh, chưa lăn bánh, nhưng mà có biển số rồi anh em nhé. Anh em mua vào là đổ xăng chạy không phải làm gì hết á. Để cho em giá 11 triệu một chiếc. Nay còn hai màu này, 11 triệu một chiếc nhá. Anh em lựa màu nào thì liên hệ ngay cho mình. Đấy, số điện thoại mình có để trên cái trang cá nhân anh em nhé. Nó trên màn hình nhá. Hai màu rất là đẹp, 11 triệu một chiếc thôi. Có lẽ anh em nào mà thiện chí thì vẫn bớt lọc lá cho anh em. Anh em đừng có ngại đi bốc cho mình nhá. Rồi ok ha anh chị. Rồi tiếp tục thì mình sẽ xem từ lô ở phía ngoài trước đây anh Vinh. Ngoài này có mẫu xe số nè, Taiga nè. Đây giờ chiếc Sirius mới vào nè. Sirius đấy của Hồ Cẩm Đào, biển số Sài Gòn anh em nhé. Xe đẹp, máy êm, đấy, xe rất là liền lạc anh em nhé, máy êm. Để cho anh em giá là 4 triệu 7 nhá. Đấy, 4 triệu 7. 4 triệu 7. Máy móc ok, dàn áo đẹp. Xe còn thấy rất là cứng nè. Biển Sài Gòn luôn. Rồi, quay A đời mới này. Đó, xe mẫu mới biển số 95. Trước là để cho anh em giá là 13 triệu 200 này. Đó, xe cực kỳ mới luôn. Tiếp theo là chiếc Vision đời 2012 này, biển số 61 Bình Dương này. Để anh em giá là 118 này. Đó, 118 này. Đó, Vision đây đâu. Khá là bòn nha anh chị ha. Xe cực đẹp luôn anh em. Máy móc bao êm bao chạy luôn. Rồi, tiếp theo là Sirius xăng cơ, bánh mâm thắng đĩa này, biển số 76 này. Trước để cho anh em giá đơn giản thôi, 12 năm nhá. Đấy, sổ rẻ cho anh em 12 năm. Livestream ngày hôm nay mình sẽ xả rất nhiều xe cho anh em cuối năm nhá, về ăn Tết luôn. Mình cũng báo trên kênh của mình nhá, YouTube, cửa hàng xe máy Vinh Béo này, TikTok cửa hàng xe máy Vinh Béo nhá. Đủ hết luôn anh em. Này là quay siêu nhân. Trước này biển số Vũng Tàu, để anh em giá là 6 triệu 7 nhá. Honda mà có 6 triệu 7 thôi anh em. Máy móc bao êm bao chạy luôn. Đó, đi về chở hàng chở hết là ok anh em nhé. Quay gà đít. Hơn 6 triệu bạc một chiếc xe. Bằng xe Trung Quốc luôn. Honda đi rất là bòn nha anh chị nha. Đây mình còn nâu 6 nè.
Lô 6 này, biển số 60 Đồng Nai này. Trước là đợi để cho anh em giá là 12 triệu nhá. Đó, xả hết cho anh em luôn. Máy móc êm, giấy tờ đầy đủ nhá. 12 củ thôi anh em. Sirius FA này anh chị. Sirius FA trước này biển số 67 An Giang này. Để cho anh em giá 11 này. Cho lên cặp bánh mâm luôn. Rất là đẹp anh em nhá. 11 củ luôn anh em. Mình đây đa số là bán dòng xe lướt anh em nhá. Đó, tiền nào của đó nhá, xe lướt, xe đẹp. Còn xe xấu xấu thì giá nó mềm hơn anh em nhá. Đó. Này Sirius là bình xăng này. Giờ C này, biển số 68 Kiên Giang. Để anh em giá là 13 nhá. 13 củ anh em. Chiếc Sirius này đời 2019, biển số 67 An Giang luôn này. Để anh em giá là 8 triệu 2 này. Đó, giá cả máy móc gì lên. Đó, 8 triệu 2 nhá. Thích chiếc nào thì mình cứ lựa thôi. Đúng rồi, rất nhiều xe và có nhiều giá khác nhau anh. Có chiếc rẻ và có chiếc cao, tùy theo chiếc và tùy theo cái chất lượng của từng xe một anh em nhá. Rồi. Đây con mô tô này dán cổ con điển này là này. Master, Master, Honda Master này. Nó xe đẹp, máy êm, giấy tờ đầy đủ anh em nhá, dán cổ điển này. Biển số ngoài 88 này. Bán rẻ cho anh em trước này 12 nhá. 12 triệu trong nay chim. Mình đang bán 14 trước, hôm nay mình xả còn 12 anh em nhá. Đó, chỉ có 12 củ thôi anh em. Anh mà nào thích inbox ngay cho mình nhá. Tiếp theo là Way 110, à quên, Way 100 này. Biển số 36 này. Trước để cho anh em giá là 128 này. Biển số 36 128 này, lốc đen. À. Rồi. Tiếp theo là chiếc Way biển 61 này. Để anh em giá là 9 triệu 7 này. Đấy, bánh cầm thắng đĩa nha anh chị. Rồi, tiếp theo như là cái Master nữa ha. Hôm này là Honda Custom. À, Custom à. Custom. Đấy. Custom nhá. Biển số 76 Quảng Ngãi trước là đang để cho anh em là 14 triệu nhá. Đó, 14 triệu. Anh em nào thích thì mình vẫn bất lọc lá cho anh em nhá. 14 triệu một chiếc Custom, máy móc bao êm luôn. Sổ rẻ cho anh em trong livestream nhá. Rồi, Way. Way này biển số 36 này. Way RS biển số 36 này. Đang để cho anh em giá là 7 triệu 3 này. Đấy, quá rẻ luôn anh em, 7 triệu 3. Chiếc bên trong màu xanh thì SWM biển số 94. Để cho anh em giá là 8 triệu rưỡi này. Con này như công tai đúng không? Hả? Con này công tai luôn nè. Đúng rồi, 8 triệu rưỡi luôn nè. Alo. Rồi, đây là mình còn Way nữa nè anh chị. Chạy sang đấy rồi mà. Nè. Ông mà đi qua cổng chợ, 200m rồi. Đâu đâu, bởi vì không ai trong nhà. Nó đang chạy qua đấy mà. À, chắc là chưa tới nhé. Xíu xíu tới gọi. Đấy, ba chiếc Way màu y chang nhau luôn anh chị. Chiếc Way màu đỏ bên trong thì quay chỗ này trước đi cũng được này. Chiếc Way này biển 36 này. Đã cho em giá 125 này, nó xe đời mới này nhá. 125 này. Chiếc bên trong biển số 69 Cà Mau thì để cho anh em giá là 13 nhá. Đó 13, chiếc bên trong biển số 70 là anh em giá 9 triệu rưỡi nhá. Đó 9 triệu 500 ngàn. Đó 9 triệu 500. Đấy, con trong là biển ở đâu? 70. 70 Tây Linh. Đó, anh em mình thích cái xe nào hoặc là biển số nào, màu nào thì cứ liên hệ ngay qua số trên màn hình nha anh chị nha. Còn để được cọc xe nha anh chị. Còn chiếc này là CG Lifan 125. Đó cách là khách là mới cọc ở Gia Lai Kon Tum nhá. Là quấn vào để nay đi gửi cho khách anh em nhá. Đó xe mới 100% này, 19 triệu bao số đơn. Đấy, xe mới à? Ờ xe mới luôn, 19 triệu bao số đơn. Ngày mai về thêm một lô gần chục chiếc nữa nhá, màu đen, màu đỏ có luôn. Cho anh em thích xe nào là lựa cho mình, nó xe mới tinh. Cứ cọc cho mình thì 3 5 triệu là mình quấn lại gửi đi cho anh em nhá. Đấy, cửa hàng đây anh em đừng có ngại mà cọc 1 2 triệu sợ mất nhá. Rồi. Lừa là phải lừa nhiều chứ không có lừa 1 2 triệu anh em nhá. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là Jupiter FI này, biển số 68 Cà Mau này, à quên 68 Kiên Giang này. Chiếc để cho em giá là 13 nhá. 13 củ. Nó xe cực đẹp đấy anh em. Rồi. Chiếc bên trong là biển Suzuki Aseno, biển số 60 Đồng Nai, để anh em giá là 8 triệu rưỡi luôn. 8 triệu rưỡi này. Quá rẻ luôn. Chiếc bên trong Aseno luôn, để anh em giá là 9 triệu rưỡi luôn. Sổ hết rẻ hết cho anh em luôn nhá. Trong là biển ở đâu anh? Biển số 38 Hà Tĩnh. 38. Rồi. Anh em thích xe nào cứ cần chụp đầu xe hoặc là chụp cái nhớ cái biển số á.
gửi qua Zalo cho mình là mình sẽ chụp hình gửi qua cho anh em báo giá luôn. Chiếc quay này thì đôi khi cũng không chi tiết được, anh em cũng thông cảm nhé. Rồi tiếp theo vô khu vực bên trong này anh chị ơi, đây là có quay nè. Chiếc quay này đầu tiên là Abarth biển số 60 Đồng Nai này. Đó, 60 Đồng Nai. Trước là mình đang để cho anh em giá là 10 triệu này. Quay Abarth 10 triệu nhá. Đó, khá đẹp anh em ơi. Xe còn như mới luôn anh chị. Con này biển 60 luôn nè. Rồi, biển 38 quay A. Tiếp theo chuyển số này 38 này. Để cho anh em giá là 13 triệu 200 này. Đó, 13 triệu 200 này. Trước này 48 để anh em giá 13 triệu này. Đó, 13 triệu nhá, xe cực đẹp luôn anh em. Rồi, tay ga AB. AB trước này biển số 62 Long An. Đó thì để cho anh em giá là 20 này. 20 củ này. Con này 20 mấy anh? Con này là 25 năm. Rồi. Trước này cũng vậy luôn, đòi nó luôn. Đó, trước này để anh em giá 19 này nhá. Xe này là xe zin nguyên bản anh em nhé. Đấy, xe đẹp, máy móc zin êm hết luôn, không có chảy xước nhá. Còn xe dập dập hơn thì nó bán tầm khoảng 16, 17, 18 mà tùy theo xe anh em nhé. Nhiều chất xe, như cầm đồ nó, xe trong cầm đồ như mấy xe này giờ nó bán 16, 17 cũng có. Mà xe nó bị té, chảy xước á, nó bán giá rẻ cho anh em về dọn lại không. Còn mình đây là toàn xe đẹp, xe lướt. Đấy, giá nó cao hơn anh em mà thông cảm nhá. Chiếc này cũng là xe đời cao này, biển số 38 này, để anh em giá là 20.05 nhá. Con này 29 à? 20 18 19 gì con hả? Con này là 20 17. Cái đèn đầu đèn nó khác nha anh chị. Đời đây cao rồi đèn nó khác. Đây. Rồi, tiếp theo cam. Chiếc này biển số 61 Bình Dương, để anh em giá là 21 này. 61 Bình Dương này. 21 này. Đó. Chiếc rồi. Này là biển chiếc quay biển số 69 Cà Mau này. Để anh em giá 13.2 này. Nó xe cực đẹp anh em nhé. Anh chị mình cứ tham khảo nha. Ở phía trong nó còn rất là nhiều xe nha anh chị. Xe đi làm với lại xe mô tô là còn phía trong rất là nhiều nha anh em. Tiếp tục anh. Ở đây mình sẽ báo dài ra ngoài kia nữa. Mình cứ cố gắng theo dõi hết video anh em nhé. Đó, báo giá anh em thích chiếc nào liên hệ cho mình nhé. Đây xe là ba chiếc xe mới này. Ba chiếc xe mới 50cc chạy bằng xăng nhé. Đấy, chạy bằng xăng. Giá để anh em là 20 triệu bao số đơn cho anh em nhé. 20 triệu một chiếc. Bao số nó đơn, bao thuế VAT cho anh em hết luôn. Đấy, màu khá là đẹp nha anh chị. Đó, 50cc chạy bằng xăng. Dành cho học sinh đi học hoặc các cô mua về đi chợ rất là ok luôn. Đó, ba màu rất đẹp anh em, lựa màu nào cũng được. 20 triệu một chiếc này. Rất là xinh luôn. Rồi, tiếp theo anh ơi. Này là Sirius 50 này. Sirius 50 là xe là chưa đan bánh, chưa đổ xăng luôn nhá. Đã cho anh em giá là 15 triệu một chiếc này. 15 triệu anh em nhé. Bao số hóa đơn cho anh em luôn. Game này. Chiếc Jim Việt Thái này là xe mới chưa lăn bánh luôn, để anh em giá là 15 triệu 500 này. Bao số hóa đơn luôn này. 15 năm bao số hóa đơn, xe mới tinh nhé. Quay 50cc này. Quay 50 để anh em giá 15 này. Đó, 15 triệu bao số hóa đơn cho anh em này. 50 khỏi cần bằng lái này anh chị. Không cần bằng lái nhé. Rồi đây. Chiếc này là chiếc xe Win. Win 140cc này của D-Tech này. Đó, chiếc này 140, chiếc này 130 này. Đồng giá cho anh em là 16.8 này. Đó, 16.800 bao số đơn cho anh em này. Đó, mới cứng anh em nhé. Chiếc nào thì agro ngay nha anh chị nha. Đó, anh Vinh có ship xe cho anh em là luôn. Đây là hai chiếc 67 này, 110 này, 67 110 màu xanh và màu đen. Đấy, mẫu mới bây giờ nhá. Để cho anh em giá là 16.800 bao số đơn cho anh em. Đó, có hai màu anh em nhé. Rồi, cực kỳ đẹp luôn anh em. Đấy. Hàng này bây giờ nó cũng không sản xuất nữa rồi không? Cũng hết hàng rồi cho nên là cái giá nó hơi nhỉnh một xíu. Con Novo này có bán không? Có Novo bán luôn, Novo 4 này, biển số Sài Gòn anh em nhé. Để cho em 4 triệu 8 luôn. 4 triệu 8 anh em nhé. Máy móc em giấy tờ đầy đủ luôn anh em. 4 triệu 800k, rồi xong. Rồi, đây mình còn lô Charlie nữa nè. Charlie này là 50cc dành cho học sinh nhá. Đấy, dành cho các cô đi chợ mà thấp đi chợ là rất ok. Đã cho em giá là 15 triệu một chiếc này.
15 đây, triệu một chiếc mà mình còn 3 màu anh. Đúng rồi, 3 màu. 15 triệu một chiếc, anh em lấy chiếc nào cũng được. Bao xuân luôn cho anh em luôn. Màu vàng này đẹp nè anh chị. Khá là đẹp luôn. Rất là nổi nha. Mua về cho em con em mình đi học được cũng ok lắm nè. Mấy màu là rất là đẹp, rất là xinh xắn, là đi nó không tốn xăng nữa. Có 50cc à. Mình đi chợ đi búa cũng được luôn anh em nhé. Xe mới nha anh chị nha. Xe mới tinh luôn đó. Rồi, đây là có Future 20 cuối 2017 này, biển số 72 Vũng Tàu anh em nhé. Đấy anh em giá 18 này. Đó, 18 của cuối 2017 đời mới nhá. Máy móc zin em, giấy tờ đầy đủ hết. Anh em nào thích mô tô, xe mô tô thì để tí xíu nha anh chị các bạn. Còn ở phía trong rất là nhiều mô tô nha anh em. Rất là nhiều loại luôn ấy. Tiếp tục là Honda Click còn 3 chiếc này. Chiếc này biển số 94 này. Đấy anh em giá là 8.8 này. 94, 8.8, máy móc em, giấy tờ đầy đủ nhá. Lít này đi cũng rất là bền nè anh chị ơi. Đi chợ đi búa là không hao xăng, đi làm ok. Đó, xe nó cũng dàn áo cũng có tuốt sơ dặm lại xíu mà xe còn rất là ngon. Tiếp theo là biển số 39 Biên Hòa Đồng Nai này. Chiếc này là zin nguyên bản 2010 này. Dàn áo zin, máy móc zin. Đấy 2010 đời cao nhá. Trước đấy anh em giá là 11 triệu nhá. 11 triệu, xe bao zin luôn, máy móc chạy ngon. Tiếp theo là chiếc biển số 36 2008 này. Xe là dàn áo cũng có tuốt sơ lại nhá. Trước đấy anh em giá là 8.8 luôn. Đấy, đó là Honda Elite nha anh chị. 8.8 rồi, tiếp theo là chiếc Suzuki FE màu trắng này. Biển số 37 đấy anh em giá 11 này. 11 cũ này. Đấy anh em nào nếu mà trong khi quay mình cần xem chi tiết xe nào rõ hơn có thể inbox qua số trên màn hình nha anh chị. À, bên anh Vinh sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em mình xem xe lại lần nữa cho kỹ nha. Đây là mô tô rồi, mini. Hai chiếc mô tô mini này, chiếc này là GBX của Thái 125 này. Chiếc này biển số 60 Đồng Nai. Chiếc này qua Amaza tay nhé, côn tay. Biển số 60 đấy anh em giá là 19 này. Còn chiếc này cũng vậy luôn mà chiếc này không có côn nhé anh em nhé. Không côn. Đấy chiếc này dành ai không thích đi côn. Biển số 61 Bình Dương, 17 củ. Chênh lệch nhau 2 củ anh em nhé. Mini thì ở phía trong cũng còn mở đít nữa kìa. Tí xíu mà quay luôn. Chiếc này là Honda RSX FE full xăng điện tử đời mới này. Này là cuối 2020. Biển số 94. Chiếc nó để cho anh em giá là 16 này. FE đời mới nhá. Máy móc bao zin luôn. Rồi, tiếp theo là Vespa này 2022 này. Mẫu mới này, đó, 2022. Mới mua 90 củ xong. Biển số 69 Cà Mau giờ để anh em giá 57 nhá. 57 củ cho anh em. Xe còn đang chùm keo nguyên xe nhá, bóc ra là mới tinh luôn anh em. Có tháng ABS. Xe mới. Đó. ABS đầy đủ hết nhá. Tiếp theo là Fujinet này, cuối 2020 này, biển số 72 Vũng Tàu luôn. Trước đây này cho anh em giá là 22.5 nhá. 22.5 Fujinet. Rồi, đen nhám anh chị, bánh mầm thắng đĩa. Tiếp theo là Vision này. Đó, Vision biển số 67 An Giang này. Vision biển số An Giang để cho anh em giá trước này là 19 này. Rồi, 19 nhá. Tiếp theo biển số 61 Bình Dương này. 61 Bình Dương. Để cho anh em giá chiếc này là 19 này. Xe nước sơn rất là bóng luôn anh chị ơi. Rất là mới luôn, 19 cũ này. Tiếp theo là chiếc này màu đỏ này. Biển số là 63 này, để cho em giá là 20 này. Cực kỳ đẹp luôn, 20 cũ này. Con này phá phát. Phát cơ anh. Phát cơ đó. Còn bên đây anh, màu trắng. Con này khóa xe bắc cây này, biển số 86 này. Đấy em giá 21 này. Khóa xe bắc cây để anh em 21 nha, xe cực đẹp luôn nhá, mới căng xe beng luôn. Rồi, Vision nha anh chị ơi, anh chị nào thích Vision thì alo ngay nha. Vision rất là nhiều luôn em nhá. Tiếp theo chiếc màu trắng này. Biển số 62 Long An này, đấy anh em giá 21 luôn này. 62 Long An nhá. Có xe cực đẹp luôn anh em. Rồi, Winner luôn nè anh chị ơi. Winner V2 này, còn 3 chiếc này. Chiếc này biển số 84 này. Đấy em giá là 19 năm này. Bản ABS luôn nha anh chị. Đó. Xe đấy, cực đẹp anh em nhé. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là màu xanh. Biển số 84 luôn. Đấy em giá là 21 luôn. Đấy, xe cực đẹp nhé. Tiếp theo là màu cam này, biển số 68 Kiên Giang này. Để anh em giá là 18.8 này. Đây anh chị, các bạn mình
tham khảo nha, giá cả thì khác nhau nha anh chị, mình thích lựa xe nào mình lựa. Đó. Có nhiều xe nhiều giá khác nhau. Đó, anh em mà muốn chi tiết rõ ràng liên hệ cho mình hoặc vào YouTube cửa hàng xe máy Vinh Béo nhé, vào đấy theo dõi thì mình có báo chi tiết trên đó anh em nhé. Rồi tiếp tục AB. AB Đầu Châu này, xe này là trắng đỏ đen khá đẹp, biển số 85 này, đợi em giá là 12.300.000 này, 12.3 nhé. Trước này biển số 93 Bình Phước này, để anh em giá 11 này, 11 củ anh em nhé. Tiếp theo là AB210FI này, AB210FI trước để cho anh em giá là 14 triệu này, biển số Sài Gòn luôn này, 14 triệu này. Thế là liên lạc ha anh chị, máy móc của em giấy tờ đầy đủ luôn, đây trả luôn. Góp ship xe toàn quốc cho anh em các tỉnh luôn nhé. AB208 Sang Cơ này, biển số 62 Long An, trước để cho anh em giá là 8.500.000 này, phổ hết cho anh em luôn này, 8.500.000. Novit, Novit 155 này, khóa xe mắc cây này, đó, trước biển số 63 Tiền Giang này, để cho anh em giá là 20 này, 20 cổ này. Rồi Honda Lead này, Lead biển số Sài Gòn này, đấy, biển số đẹp này, 99926 luôn, để cho em giá là 22.500.000 này, 22.500.000 này, đó, xe cực đẹp anh em nhé. Anh em thích là cứ chụp màn hình này gửi qua cho mình là xong nhá. Đó, mình rồi, báo giá cho anh em chi tiết cho dễ nhá. Đấy, tiếp theo là Suzuki này. Suzuki trước này để cho em giá là 23 triệu này. Raider này, đó 23 củ nhá. Được sao chín cả màu. Đó, xe khá đẹp luôn, 23 củ thôi. Rồi, Winner bán V1 anh chị ơi. Anh em mà thích V1 thì có V1 có hai chiếc này, biển số 67 An Giang màu đỏ này. 67 An Giang cho đợi cho anh em giá đang là 18.200.000 này. Đó, xe khá đẹp nhá. Máy móc zin êm, chức năng đầy đủ hết luôn anh em. Đấy, mà ưng thì cứ mạnh dạn inbox qua số trên màn hình nha chị, liên hệ qua ha để được xem xe chi tiết kỹ. Mình ưng thì có thể cọc xe cửa hàng giữ xe cho anh em mình nha, cũng như là ship xe anh em nữa xa luôn. Đó. Rồi, màu cam này nhiêu anh? Chiếc này biển số 61 Bình Dương này, đợi anh em giá là 17.500.000 này. Đấy anh chị, có 17.500.000 này. Xe cực mới cực đẹp luôn anh em nhá. Rồi, tiếp theo là ẹt 150 đèn led này, biển số 62 Long An này, đấy anh em giá là 22 này. Đó, đèn led khá đẹp nhá, xe còn mới keng sờ beng luôn anh em, mới như xe mới luôn. Hai mươi hai củ anh em, máy rất là chắc nha, rất là ok. Rồi, chiếc này ẹt 150 luôn, biển số 60 Đồng Nai, đấy anh em giá là 18 củ này, 18 cành. Cái này 27 18 anh. Con này 28 em. Đấy anh em giá 18 luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là hiện 150 của Indo Mắc Kinh này. Biển số 70 Tây Linh. Đấy anh em giá là 23 nhá. 23 củ nhá. Rồi, hết 135 anh chị ơi. Rồi 135 này. Biển số 61 Bình Dương, đấy anh em giá là 12.200.000 này. 12.2 này. Rồi, rồi đây là mình ẹt nhỏ anh. Ẹt nhỏ xuống áo này. Ẹt 135 xuống áo này. 135 xuống áo. Đúng rồi. Ở đây thì có màu đỏ, màu xanh, màu vàng anh chị ơi. Ba màu cho anh em lựa chọn luôn. Đầu tiên chiếc màu đỏ này, biển số 93 Bình Phước này. 2016 này, ẹt này không côn nhá. Ẹt không côn. À, một càng. Một càng. Chiếc này thì xe nó nói chung là rất là thì thầm mùa xuân. Chạy rất là ngon. Máy móc chạy còn êm hơn cả 2010 luôn anh em nhá. Chạy rất sướng. Một kèn là lốc bạc anh chị. Đây, lốc bạc nha. Đó là đời cuối là 26 này. Đấy em giá là 28 này. 28 củ nhá. Xe bao đẹp bao ngon luôn. Còn sang trước này thì biển số 84. Này đấy anh em giá là 19 năm nhá. 19.500.000. Rồi. Tiếp theo là chiếc màu đen này, đấy anh biển số 75 này. 75 Huế. Đấy anh em giá 19 luôn. Rồi mà thích chiếc nào alo ngay nha anh chị. Dàn áo là xuống 2010 là áo mới nguyên chiếc luôn nha anh chị nha. Full mới từ đầu đến đuôi hết em nhá. Trước này biển số 70 Tây Linh này. 70 Tây Linh là đại cho em giá 19 luôn nè. Như những mẫu này thì máy móc bảo hành bao lâu anh? Máy móc bảo hành từ 3 cho đến 6 tháng cho anh em nhá. Đấy anh chị, tùy theo xe. Đó. Đây màu vàng.
hai chiếc màu vàng này, chiếc này biển số 36 này. Để cho anh em, chiếc này để anh em giá 18 này. Đó. Này, xuống áo 210 trông rất là đẹp anh chị ơi. Khá đẹp luôn anh em. Xe còn rất nhiều, nói chung là mô tô rất nhiều, xả cho anh em cuối năm luôn nhá. Đó, thoải mái luôn anh em. Tiếp rồi, theo chiếc biển số 60 Đồng Nai này. Để anh em giá là 19 năm này. 19 năm anh em nhé. Rồi tiếp theo là hai chiếc Honda MX này. Chiếc này biển số 67 An Giang này. Để anh em giá là 29 luôn. MX 125 nhập khẩu Thái Lan nha anh chị nha. 29, chiếc này biển số 60 Bình Dương 29 đồng giá luôn này. Đây. 29 triệu đồng giá luôn. Hai chiếc màu y chang nhau. LED 2 tầng luôn anh chị ha. Một cặp song song đồng giá. Tiếp rồi. Theo là Moto Mini 125. Beo 125 á. Wow. Cái này nhỏ gọn một... anh chị ơi. Dì Beo 125. Con này chiều cao yên nó phải nói là thấp hơn cái chiếc MX này luôn anh chị. Rồi, máy móc rất ngon nhá. Biển số 48 Đắk Nông. Giá chỉ có 13 củ 200 thôi. Rồi, chỉ ok. Có 13 triệu 200 máy móc êm. Tiếp theo là Husky màu trắng này, SVM này. Chiếc này biển số là 65 Cần Thơ. Để cho em giá 215 nhé. 215. Thật đẹp nha anh chị, xe còn rất là mới. GD thế này. Chiếc này GD 110 này, màu đỏ này, để anh em biển số 72 Vũng Tàu. Để anh em giá là 21 nhé. 21 củ này. Rồi. Chiếc này màu đen nè. Độ cà phê này, biển số Vũng Tàu luôn. Để em giá 17 luôn. Su GD 110 nha anh chị. Tiếp theo. Tiếp theo là chiếc này là 150 độ cà phê này. Đã 150 độ cà phê nhá. FZ độ cà phê. Biển số 59 Sài Gòn. Đó, chiếc này để em giá là 20 củ này. Để em giá 19 củ đây rồi, xong cho nhanh này, xả lỗ luôn. Đó. 19 triệu. FZ độ cà phê 150. Hai chiếc. Một chiếc này là biển số 83 Sóc Trăng này. 83 Sóc Trăng để anh em giá là 23 củ này. 23 này. Chiếc này biển số 86 là để anh em giá 23 đồng giá luôn này. Con này lốc vàng đồng nha anh chị. Cái lốc nó vàng đồng nha. Chiếc này là đời cao nhá. Nó đời 27 18 này vàng đồng nhá. Đồng giá anh em 23 luôn. Sổ cho anh em luôn này. Rồi, Su GDX bản EG. Su GDX biển số 69 Cà Mau này. Để cho em giá là 33.5 này. Có xe bao đẹp bao mới luôn này. 33.5 nhá. Rồi, CBR 150 mẫu mới nha anh chị. Thắng ABS. Tiếp theo là Honda CBR này. Honda CBR nhá. Mẫu này là mẫu mới 2022 này. Biển số 72 Vũng Tàu nhá. Biển số 72 Vũng Tàu. Đó, sổ giá cho anh em mình luôn. 52 triệu luôn. Đây 52 triệu nhá. Xe còn rất là mới. Đây, giá cũng rất là không có vết chày luôn anh em. Không một vết chày luôn, xe mới cứng luôn nhá. Đây. Tiếp theo là MT 15. Đó. Chiếc này là MT 15 biển số 72 Vũng Tàu này. Xe này còn mới tới gọi là 95%. Để cho anh em giá chiếc này là 46 triệu nhá. Đó, 46 triệu. Dạ. Khá là mới luôn anh em. Không khác cái xe mới luôn đấy, gọi là rửa lên như xe mới luôn anh em. Quá đẹp. Tiếp theo là mô tô 200cc còn hai chiếc này. À, cái gì ta? GVX Legend 200 này. Chiếc này biển số 93 Bình Phước này. Đó, Bình Phước để anh em giá là 33 này. Chiếc này biển số là 37 để 33 luôn, hai chiếc đồng giá này. 33 triệu một chiếc này. Đó, xe quá mới luôn nhá. Rồi. Tiếp theo là chiếc Suyen 150 biển số 84 này. Để anh em giá là 24 này.
24 triệu nhá. Xua em hiện tại là rất là hiếm nha anh em. Đó. Sổ cho anh em cuối năm ăn Tết luôn. Anh em nào mà không có xe đi Tết thì liên hệ cửa hàng Vinh Béo nhá, rất nhiều xe bán xả cho anh em về đi Tết luôn. Tiếp theo là Honda Sedan 150 này. Honda Sedan 150 chiếc này biển số là 86 Bình Thuận. Để anh em giá là 43 nhá. 43 triệu nhá. Xe cực đẹp luôn anh em. Mới lên keng luôn. Tiếp theo là Honda CB Vera 150 còn hai chiếc này. Đó, hai chiếc rất đẹp luôn anh em, màu bạc và màu đỏ này. Chiếc đầu tiên biển số 60 Đồng Nai. 60 thì trước này đang để cho em giá là 39 nhá. Cực đẹp luôn, mới 90% luôn đó. Xe này là không phải tả anh em ơi, xe nó như xe mới luôn, không phải tả luôn. Không tin anh em đến cửa hàng coi xe trực tiếp, test xe chạy thử ok. Quá mới luôn. Này là công an họ hay đi bắt cướp này. Đi rất là gọn gàng. Chiếc bạc biển số 59 Sài Gòn. Để em giá 38 này. Đó, khá mới luôn. CB 150 nha anh chị. Rồi. Rebel 125 này. Rebel 125 biển số 72 Vũng Tàu. Đang để cho anh em giá cho này là 38 này. Lên thùng trước đầy đủ hết cho anh em nhá. Bao da đồ chơi thùng trước đầy đủ luôn. 38 cổ luôn. Tiếp theo thì Rebel 150 két nước này. Biển số 72 Vũng Tàu luôn. Trước này để anh em giá là 42 triệu này. Đó, xe cực đẹp anh em nhá. 42. Két nước làm mát nha anh chị. Két nước làm mát luôn. Rồi, su GZ màu đỏ nè anh em ơi. GZ màu đỏ này. Kính chắn gió thùng cứ đầy đủ luôn. Biển số Vũng Tàu nha anh em nhé. Màu đỏ thì hiện tại cực kỳ hiếm nha anh em. Đó, ở phía trong cũng còn màu đỏ nè. Anh em màu nào cũng có luôn. Để cho anh em giá là 64 nè. 64 củ luôn. Đấy, 64 anh chị. Cực mới cực đẹp luôn. Màu đỏ thì giá nó cao hơn cái màu đen này. Màu đen trước này rẻ này. Màu đen thì 2013. Biển số 71 rồi. Đấy, em giá 30 nè. 30 anh chị. 30 củ luôn. Sổ cho anh em 30 củ nhé. Rồi, bên trong cũng còn thùng đầy đủ luôn nè. Màu đen ha anh chị. Chiếc màu đen biển số 68 Kiên Giang này. Đấy, anh em giá 54 này. 54 củ nhá. Quá mới luôn anh em. Đây, trong này chiếc màu đen nữa, biển số 69 Cà Mau này. Đấy, anh em giá 47 này. Anh em nào nếu mà trong quá trình quay anh em mình xem chưa gõ các phần nào xe nào có thể inbox qua số trên màn hình nha chị, liên hệ qua số trên màn hình để được xem xe chi tiết lại một lần nữa cái mẫu xe mình thích đó. Thì ưng thì mình có thể cọc xe nha. Đó, anh Vinh có giữ xe cho anh em mình hoặc là ship xe cho anh em mình về tới nhà luôn. Đó, anh chị mình ở xa nha. Rồi, màu đỏ nè. Màu đỏ này biển số 65 Cần Thơ này. Xe còn mới keng sờ beng luôn anh em nhá. Để cho em giá 64 này. Cực kỳ mới luôn. Đẹp như xe mới, rửa phát như xe mới luôn anh em. Thùng cửa lưng là còn nguyên bản nha anh chị. Xe nguyên bản hết đấy, kiếng kiếc đầy đủ không thiếu gì nhá. Tiếp theo đây là Beo nữa ha. Gì Beo 170 này. Beo 170 trước này biển số 72 Vũng Tàu nhá. Chưa để cho em giá là 47 triệu này. Đó, số Zalo mình là 0965145779 anh em nhá, cứ kết bạn Zalo mình. Chụp cái xe lại gửi qua cho mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em hơn. Rồi, tiếp chiếc này 170 luôn này. Beo 170 biển số 59 Sài Gòn luôn. Để anh em giá là 39 năm này. Nó này có cách nước nha anh chị. Có cách nước luôn. 39 năm. Đây cũng có cách nước nè. Cách nước 125 nhé. Chiếc này 125 cách nước biển số 90. Trước để đang để cho anh em giá là 46 này. Đó, mẫu này mẫu, mới này. Mẫu này là mẫu 2017. À. Còn mấy dòng này là toàn 2010, 21, 22 là hết rồi. Còn sang mẫu đầu tiên, mẫu về sau là 2017, 18 này, mẫu mới này. Lúc một xoài nhìn nó khác cái mấy cái mẫu ngày xưa anh em. Đây anh em nhé. 46. Có cách nước làm mát luôn, hai bô hai máy nổ nha, rất là hay anh em. Đây, đây là GZ nha anh em nha. GZ 150 màu đen này, biển số là 72 Vũng Tàu này. Trên đang để cho em giá là 54 nhá. 54 củ này. Đấy. Anh em mình lấy những cái chiếc này đi á, mình đi phải nói là rất là bòn luôn anh chị. Đó, châm dầu, châm nhớt vô đầy đủ là đi ok, rất là bòn. Hãng Suzuki mà. Đây là còn màu đỏ nè. Ba màu đỏ luôn nè. Đó.
Chiếc này màu đỏ, biển số là 94 Bạc Liêu này. Chiếc này để cho em giá là 63 này. 63 cũ nhá. 94. Đó, xe rất đẹp. Rồi, tiếp theo chiếc bên trong này biển số 67 An Giang này. 67 An Giang nhá. Để cho anh em giá là 64 này. Đó, bên mình thì cũng có hỗ trợ cho anh chị mình rút hồ sơ sang tên là được anh. Đúng rồi, muốn rút hồ sơ sang tên là qua Tết anh em nhá. Chứ giờ cuối năm này là người ta cũng khó làm. Muốn rút hồ sơ sang tên là qua Tết nó dễ hơn. Đó. Rồi, đấy anh chị. Ship xe toàn quốc 63 tỉnh thành cho anh em. Anh em cọc vài triệu là mình ship xe đi cho anh em rồi. Anh em cứ bảo bây giờ cọc 1 2 triệu, 20 triệu có sợ mất hay không thì đây anh em thấy mình đang đứng ở trong cửa hàng, thấy không? Bảo cọc 1 2 triệu sợ mất nhưng thực ra không mất đâu anh em. Lừa 5 10 tỷ mới bỏ chứ còn lừa 1 2 3 triệu bạc của anh em nó không đáng bao nhiêu cả. Ăn ăn cho nhiều anh em hiểu không? Đấy, nếu mà anh em mình muốn mà chuyển khoản cọc mà chắc ăn á, mình có thể gọi điện qua Zalo ha, kết bạn qua Zalo mình gọi điện qua. Đúng số cửa hàng luôn thì hãng cọc, còn nó số của người khác thì anh em không cọc nhá, đúng số cửa hàng Vinh Béo. Đó, đứng trực tiếp trong cửa hàng cọc ok. Không sợ mất anh em nhé. Nhiều người bảo cọc 1 2 triệu lỡ may mất thì sao không? Mà mất làm sao được anh em? Đấy. Chuẩn đây, đừng có sợ mất chứ. Chiếc này. Chiếc này biển số 86 Bình Thuận này. Xe cực đẹp luôn. Để em giá là 66 nhá. 66 à? 66 cũ nhá. Cực kỳ mới luôn. Tại lưng còn nguyên bản nha anh chị. Đồ cản nó còn nguyên bản luôn đó. Không beo qua. Beo 125. Đấy, xe này cũng cực kỳ là cứng cáp luôn, rất là êm. Biển số Vũng Tàu nhá. Chiếc này cho em giá là 33 củ này. Đó, 33 củ nhá. Đấy, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Beo GZ nói chung thì đủ các mẫu mô tô cũng như là xe đi làm rồi anh chị các bạn. Thì tất cả trong video này em đã quay hết rồi nha anh chị các bạn mình. Có mới vào xem mình hết buổi công chiếu này có thể mình tua lại từ đầu mình xem lại giúp em nha. Em đã quay tất cả những mẫu xe bên cửa hàng Vinh rồi. Đấy, mình có xe mình cần thông tin xe nào chi tiết rõ ràng hơn có thể inbox qua xuống trên màn hình để được gặp anh Vinh đây tư vấn thêm em, cũng như là gửi hình ảnh cho anh em mình xem lại lần nữa cho nó kỹ nha. Đó thì lấy giờ mình cũng báo giá hết rồi. Anh em nào mà chưa rõ cái địa chỉ hay là cái thông tin nào á thì liên hệ ngay cho mình. Mình đang đứng tại cửa hàng Vinh Béo. Đó, mình là chủ cửa hàng Vinh Béo luôn anh em nhé. Anh em muốn cọc hay muốn làm gì á, liên hệ trực tiếp cái số chính của mình là 0965 145779 hoặc là 0877 888678. Mình cũng đăng trên YouTube, TikTok rất nhiều, anh em muốn coi chi tiết bảo cho nó coi nhá. Đó, cho anh em đừng có ngại. Đừng có ngại cọc cái viết gì hết. Nhiều người cứ bảo cọc sợ mất nhưng thực ra mình đang cửa hàng đây. Cả mấy trăm chiếc xe anh em đừng có sợ nhá. Nó ưng cái nào liên hệ ngay cho mình. Rồi cuối video chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, an lành hạnh phúc nhá. Rồi chào anh em nhá. Rồi cảm ơn anh. Đấy và okay. Em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh ha, vậy nhấp vào cái chuông đăng ký kênh và bấm vào chuông nha anh chị. Khi có video mới của em xuất hiện em sẽ cập nhật về cho anh chị mình nhanh nhất để nắm được giá xe mới nhất nha. Em sẽ liên tục cập nhật cho anh em mình xe thanh lý giá rẻ cho anh chị em mình đi nha. Đấy và một lần nữa xin cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.